Đối tượng tham thiền 25. Phải làm gì người đệ tử được thấy Phật? Phải làm gì người đệ tử Phật thấy được Phật? Hàng Phật tử tăng tục chúng ta rất phải xem trọng vấn đề ấy. Nếu không khéo học, khéo tu, ta nhớ tưởng Phật thường xuyên, đến chùa cúng Phật, lạy Phật, khấn nguyện mỗi ngày, ta tụng kinh đầu hôm sớm mai, trước Phật đài đều đặn suốt tháng quanh năm. Vậy mà hãy coi chừng, Phật nói, người học trò ấy chưa hề thấy Phật, thậm chí vĩnh viễn không biết Phật là ai. Đến chùa cúng lạy không phải là điều kiện để thấy Phật. Thường xuyên lễ bái, khấn nguyện, cầu xin không phải là điều kiện để thấy Phật. Tụng kinh giỏi, tụng hết bộ kinh 500 trang trọn một ngày không phải là điều kiện để thấy Phật. Cúng chùa một lần 1 tỷ Việt Nam đồng không phải là điều kiện để thấy Phật. Đại nạp một lần 3 tỷ Việt Nam đồng để tổ chức trai đàn vớt vong dưới sông, ngoài biển, khấn gọi những hồn đơn phách chiếc chết bụi chết bờ, thỉnh thầy tụng tán, hát sướng ngâm nga, nguyện cầu siêu sanh tịnh độ, không phải là điều kiện để thấy Phật. Nguyện làm thí chủ chi ra 15 tỷ Việt Nam đồng để lập chùa cầu phúc, hy vọng Đức Phật bằng lòng, không phải là điều kiện để thấy Phật. Nguyện làm đại thí chủ hiến cúng 200 tỷ Việt Nam đồng để lập chùa thật đồ sộ nguy nga, nhà ngang dãy dọc, tượng Phật đúc vĩ đại toàn bằng đồng, cao lớn nhất đó đây, không phải là điều kiện để thấy được Phật, vân vân. Nói như thế là phủi sạch công lao, phủ nhận tất cả tâm thành của những người có lòng lành ư? Thưa, không phải. Nói để chỉ cách tìm thấy Phật cho những đệ tử nào muốn gặp, muốn thấy được Như Lai. Mời chúng ta cùng học. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Học nữa, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Học thêm, ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Những câu kể trên, Phật tử nào muốn tìm hiểu kỹ, xin xem Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh của tác giả Như Huyễn Thiền Sư, xuất bản năm 2009. Đó là những lời thiết yếu Phật dạy cho những người đệ tử muốn thấy Phật phải làm gì và chẳng nên làm gì. Ngày 6 tháng 11 năm 2011.